Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Đà Lạt hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2023 vào lúc 15 giờ. Hiện tại bây giờ em đang đứng ở ngay bên phía tay phải của em. Đây là khu du lịch Thung lũng Tình yêu và Đồi Mộng Mơ ngày nay đã sáp nhập chung thành một của tập đoàn Thành Thành Công. Ở dưới bóng mát bởi những cây thông cũng bớt đi cái nóng của buổi trưa. Cảnh vật ở đây yên bình, có những cơn gió thoáng qua, vô cùng là mát. Đà Lạt mấy bữa nay buổi trưa thời tiết có nắng nóng quý vị. So với ở những nơi khác, nhiệt độ ở Đà Lạt hiện tại Đà Lạt vẫn chỉ chịu hơn rất nhiều. Nhiệt độ bây giờ em vừa mới đo được là 26 độ C ở ngoài trời. Và buổi chiều sẽ có những trận mưa rào bất chợt quý vị. Mưa cũng trôi qua rất nhanh nhưng mà cũng bất chợt. Hôm nay em sẽ đưa cô chú chị và các bạn đi cập nhật tình hình đường phố. Em sẽ men theo con đường Phù Đổng Thiên Vương, sau đó sẽ về chợ Đà Lạt để cập nhật đến cô chú chị và các bạn tình hình tiểu thương đang chuẩn bị bánh cho ngày Tết Đoan Ngọ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đón cái Tết Đoan Ngọ quý vị, mùng 5 tháng 5. Cuối cùng em sẽ về đèo Prenn để cập nhật tình hình thi công. Em cũng không quên xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe và có một ngày thứ ba tràn ngập năng lượng. Từ sáng đến giờ các khu du lịch, trong đó có khu du lịch Thung lũng Tình yêu cũng đón nhiều du khách quý vị mấy hôm nay rồi. Xe của du khách xếp đầy ở ngoài bên tay phải của em. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thời tiết ở ngoài trời nắng nóng cho nên cũng chưa có nhiều du khách đi chơi tham quan bên trong khu du lịch. Khu du lịch Tình yêu giá vé là 250.000 đồng cho một người, cũng như đây cũng là một khu du lịch có mức giá cao nhất nhì. Ở ngoài này là khu đồi Mộng Mơ. Trước đó thì ở đây được chia làm hai, ngày nay cũng sáp nhập chung với khu du lịch Thung lũng Tình yêu rồi quý vị. Vô cùng là rộng luôn. Bên trong còn có hồ đập Ba Đa Thiện. Chúng ta sẽ đi men theo con đường mòn với đồi thông xanh mát. Cuối cùng là hồ nước trong xanh. Con đường Phù Đổng Thiên Vương sắp tới sẽ được mở rộng ra trong dịp cuối năm. Từ giờ đến cuối năm sẽ mở rộng ra từ ngã năm đại học mà về đến bến xe Đa Thiện. Ở đây cũng thuộc phường 8 của thành phố Đà Lạt. Đi về các khu du lịch như là Thung lũng Tình yêu. Mùa này ở Đà Lạt sẽ có bơ 034 quả dài. Bơ 034 được trồng nhiều ở vùng cao nguyên như là Bảo Lộc, Dị Linh, Lâm Hà. Và thời vụ thu hoạch từ tháng 3 cho đến tháng 5. Còn trái vụ từ tháng 9 cho đến tháng 11. Bơ này được nhập ở dưới huyện lên rồi phân phối cho các tiểu thương, bán nhiều ở các khu du lịch dọc theo con đường Phù Đổng Thiên Vương. Nhiều nơi có mức giá khoảng 20.000 đồng cho một ký thôi quý vị. Để mà chọn được những quả bơ ngon thì thường là quả bơ có màu xanh, màu tươi sáng. Khi mà cô chú chị và các bạn mua bơ, chúng ta cũng có thể lựa chọn những quả bơ có màu xanh, khả năng những quả bơ có tỷ lệ sáp cao. Và cũng không nên chọn những quả bơ mà có cuống màu khô, khô quá. Ở dọc theo con đường Phù Đổng Thiên Vương cũng có nhiều lò đặc sản, lò mứt, vườn dâu. Trước đó nguyên khu vực này phóng tầm mắt xuống là vùng trồng rau, trồng lá ghim, rồi có một loại dâu tây đó là dâu mì đá truyền thống. Ngày nay các loại dâu được trồng ở bên trong các nhà lồng dâu công nghệ cao và hút chất hữu cơ lên nuôi cây dâu, cho nên là cũng không có bơm thuốc sâu, an toàn hơn loại dâu truyền thống rất nhiều. Tuy nhiên giá bán cũng tương đối là cao. Thường thì nếu mà mua dâu á, cô chú chị và các bạn sẽ ghé những vựa dâu ở ngay đường Nguyễn Công Trứ. Nếu mà chịu khó đến đó thì sẽ mua được nhiều loại dâu cũng như là giá cả hợp lý phù hợp. Con đường Phù Đổng Thiên Vương có hai hàng cây mát cũng như là yên tĩnh vào buổi trưa. Bây giờ em sẽ đi về con đường Đinh Tiên Hoàng, sau đó sẽ ra chợ Đà Lạt.
Như vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến mùng 5 tháng 5 âm lịch. Đặc biệt là ở những vùng nông thôn, người ta hay làm lễ tạ ơn, ăn mừng vụ mùa thành công. Ở Đà Lạt có món bánh trò được bán rất nhiều ở chợ Đà Lạt, cũng như là có tục lệ giết sâu bọ vào buổi sáng, ăn những món đồ chua như là trái cây, cũng như là ăn rượu nếp, chè trôi nước, cũng như là thịt vịt ngày mùng 5 tháng 5. Bây giờ các tiểu thương vẫn chưa có bán nhiều bánh tro quý vị. Vào đúng ngày mùng 5 tháng 5 buổi sáng á, thì các tiểu thương sẽ bán bánh tro rất nhiều. Bà con mình sẽ làm bánh tro từ mấy ngày nay rồi quý vị, rồi sẽ bỏ mối cho các tiểu thương bán ở chợ Đà Lạt. Có hai loại bánh tro, đó là bánh tro nhân đậu xanh và bánh tro không có nhân quý vị. Tuy nhiên thì em thích ăn bánh nhân hơn là không có nhân, bởi vì ăn nó đỡ ngán. Nhiều người còn chấm đường ăn với bánh tro. Còn đây là nho đen, nho dài, thường được nhập về mà bán. Ở xa xa, đó là hướng Bắc, có nhiều mây đen rồi quý vị. Có lẽ là sắp sửa có những trận mưa rào bất chợt. Còn đây là quán cà phê Nhật Nguyên, cũng có view ra bờ hồ Xuân Hương khá là đẹp. Vừa rồi thì em cũng có đến thưởng thức cà phê và ngắm hồ Xuân Hương vô cùng là nhẹ nhàng, quên đi mệt mỏi cũng như là căng thẳng. Giá đồ uống ở đây dao động từ 40.000 đồng cho đến 70.000 đồng cho một ly. Còn đây là con đường Hồ Tùng Mậu, tức là đường Nguyễn Trường Tộ. Bây giờ chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Tri Phương, tức là đường 3 tháng 4. Bên tay trái của em đây là công viên, nơi mà mùa hè cũng là nơi có nhiều hoạt động, đặc biệt là thả diều. Hiện nay ở Đà Lạt có hai chỗ vui chơi, giải trí, thả diều, đó là Sân Vận động Đà Lạt và ngay quảng trường Lâm Viên. Đèo Pren dạo này thi công cũng gặp mưa vào buổi chiều, cho nên tiến độ thi công cũng gặp trở ngại, nhưng mà cũng sẽ hoàn thành sớm trong năm nay quý vị. Trước đó cũng có hai vụ tai nạn xảy ra tại đèo Pren ngày 17 tháng 6, tức là cách đây 3 ngày, làm cho một người tử vong và một người bị thương. Cũng nghe nói là một người bị thương rất nặng, không biết có qua khỏi hay không. Cụ thể là vào lúc 12 giờ cùng ngày tại bờ tả ly cao hơn 6 mét
và dài hơn 20m ngay đầu đèo Bren đã sạt lở và vùi lấp. Trong đó có hai nạn nhân đang đứng đó để mà xây những bờ kè, chuẩn bị đổ bê tông. Và cũng không may đã bị đất lở và đè trúng vùi lấp. Trong vòng 20 phút sau thì lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hai nạn nhân. Một nạn nhân thì không qua khỏi do bị đất đá đè quá lâu và thiếu oxy trong thời gian dài, rất là thương tâm quý vị. Trước đó trên đèo Bren cũng có nhiều vụ tai nạn giao thông nguy hiểm, nghiêm trọng, gây thiệt hại về người quý vị. Do đó là mở rộng đèo Bren cũng giảm bớt kẹt xe cũng như là giảm bớt được tai nạn giao thông. Mấy bữa nay Đà Lạt cũng đông khách lắm quý vị, cho nên là em cũng tranh thủ ghi lại những video gửi đến cô chú chị và các bạn để cập nhật tình hình, nắm bắt thời tiết khi đi du lịch ở Đà Lạt. Cũng có nhiều cô chú chị và các bạn cũng có dịp ôn lại những cung đường xưa và nhiều kỷ niệm. Và đến ngay vị trí này, video của em cũng đã đến phút giây kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn cô chú chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin kính chúc cô chú chị và các bạn dồi dào sức khỏe, may mắn, thành công. Còn bây giờ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở những video tiếp theo.